Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Parami. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình tham tác support rồi. Rồi, mình sẽ get được 10 tập cần AC3 nha bạn. Rồi, bấm continue. Qua còn làm cái dự án này cho các bạn nên con bot nó bị lỗi nên video này mình làm lại cho các bạn. BEW BZK. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller, tất cả các trang mạng xã hội nè bạn. Join nè, một kênh nè, join hai kênh nè, hy vọng được nghe kênh seller nha các bạn. Rõ ràng sao mẹ cái này các bạn join sao mà các bạn mới đập lên bấm nút chat nút don chứ submit touch. Và tiếp tục tab thứ hai thì các bạn follow tại Twitter và submit là đường link profile tại Twitter mà. Trên tại Twitter bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha bạn, mình đã theo dõi rồi các bạn. Sau đó thì bạn mở tại Twitter thì các bạn ra nữa. Các bạn nhập anh Mata, nhập vào một hồ sơ, nhập vào ba cánh cùng, nhập vào chia sẻ. Sau đó bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi tiếp tục bạn submit trên Reddit nha bạn, thì các bạn nhấp vào tờ Twitter nữa. Bài nào đâu ta, nó không có bài dưới game thì mình tìm cái bài dự án nha các bạn. Thôi bài đầu tiên đi các bạn, đăng like nè. Các bạn test lại nè, sau đó các bạn nhấp vào rồi các bạn sẽ chép liên kết, nhấp vào anh và ta mình, nhấp vào mục chia sẻ các bạn ở chatbot. Follow của mình bot. Twitter account. Rồi tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ e tag cho mình nha các bạn. Con bot này mình không hiểu sao luôn, qua nó chat thì lỗi tới lỗi lui, mình khó làm cái video cho các bạn quá. Rồi tiếp tục bấm mail wallet nè các bạn, rồi bấm balance đi, chat số cam kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 token có hiệu ADA nè các bạn. AC3 chứ. Rồi các bạn gì lên ghép sẽ trong bè những thằng kiếm token nè các bạn. Vậy video mình đến đây mới thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.